Các anh nói xem, người giết người đó phải có ý chí lớn cỡ nào mới có thể gánh một thân đầy máu giết chết từng tên côn đồ chứ? 9 tên côn đồ thì đã chết 8 tên, trong đó có 4 tên chết vì rách lá rách. Cũng tức là đối phương ra tay ở khoảng cách gần 4 lần liền và cả 4 lần đều thành công. Kiểu người này nguy hiểm vô cùng, theo lý mà nói còn phải nhanh chóng tìm ra tung tích của người đó mới đúng. Nhưng chỉ còn nghĩ đến anh ta để chân trần đuổi theo cái đám hung thủ kia, thay mình đi báo thù cho những đồng đội đã chết kia thì bỗng không muốn tiếp tục điều tra nữa. Đợi đã, thi thể kia thiếu thứ gì đó thì phải. Đúng rồi, là mấy bộ đàm. Người phụ trách dọn dẹp hiện trường đang ở đâu rồi? Có phát hiện ra bộ mấy tỏa đàm nào rơi mất hoặc là mảnh vụn mấy bộ đàm nào không? Trong sân không thấy, hiện trường vụ nổ cũng không có, bãi đổ xe cũng không có. Cũng tức là tên côn đồ chết sớm nhất đã bị mất mấy bộ đàm, khả năng cao là mấy bộ đàm đó ở chỗ người giết người kia. Chào anh, tôi là lộ viện của côn luân. Không muốn trả lời sao? Quả nhiên muốn tìm thấy đối phương là không dễ dàng gì. Giờ chỉ có thể đợi kết quả điều tra hiện trường và kết quả xét nghiệm DNA thôi. Hình như đã không có chuyện gì nữa rồi. Dì giang tiếp, dì tiếp tục đi. Được, cháu gắng chút nhé, sắp xong rồi đấy. Cháu nhìn cháu xem, ra ngồi một chiến cả chân và vai đều bị thương. Nhất là vết dao trên vai cháu này, chỉ cần lời xuống dưới một chút thôi là gãy xương vai rồi đó. Còn không biết được sao tối qua là chịu được đau như này, cố chống đỡ lâu như thế này. Nào là giết người, nào là kéo chúng ta đi tìm nhà trọ mới. Nếu không phải là cháu vừa vào nhà đã ngất đi thì cô còn tưởng là cháu là người thép nữa đi. Thật ra vết thương của mình nhìn thì nghiêm trọng nhưng lại chỉ là vết thương ngoài da thôi. Xử lý ổn thỏa là sẽ lành nhanh thôi. Hơn nữa hình như vết thương tối qua cũng không đau lắm. Chắc là do sau khi chiến đấu, lượng Ejafin do tiết ra quá nhiều khiến cho con người tạm thời quên đi cảm giác đâu. Nói ra thì, cả trận đấu tối qua mình đều dùng thuật hô hấp cả. Cũng không biết có phải là do điều này hay không mà mình luôn cảm thấy là cơ thể mình có gì đó thay đổi. Cả khớp xương trên toàn cơ thể đều đang kêu rắc rắc. Còn có phải là luồng khí trong cơ thể mình lại lớn thêm một chút rồi không? Cuối cùng cô cũng giúp cháu rửa sạch vết thương rồi ở dưới chân rồi. Cháu nghỉ thêm một lúc nữa đi, cô đi mượn nhà bếp nấu món, nấu chút món ngon cho cháu bồi bổ. Cảm ơn dì Giang Tiết. Anh Khánh Trọng, lúc gần sáng anh vào nhà suýt nữa là làm mẹ em với em sợ chết khiếp rồi đấy. Con tưởng là anh sắp chết rồi kìa. Sau đó mẹ em đã kiểm tra hết vết thương trên người anh rồi, phát hiện chỉ là vết thương trên vai và chân là nặng nhất. Còn đó, lúc đó mẹ em và em mới yên tâm một chút. Lần sau anh đừng có liều mạng thế được không? Nếu anh không còn nữa em sẽ sợ lắm đó. Yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Khánh Trừng, em cũng đoán được thân phận của anh rồi. Chỉ là không giống với tin tức mà em có lúc trước, em vẫn muốn xác nhận một chút. Hình như lúc mình hôn mơ, cô bé này đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi à? Tại sao cô phải cố chấp muốn tìm anh ở thế giới trong vậy? Chuyện em là thời gian hành giả không thể nói với mẹ em, anh cũng không ở bên cạnh em. Một mình em ngủ trong một căn nhà rộng lớn cả một đêm như vậy em sợ đấy. Để em tìm được anh rồi thì sẽ không sợ nữa. Anh Khánh Trần, anh biết không, một mình em ở thế giới trong, bắt đầu khổ nhục cớ sao? Vô vị. Em có bạn mới ở thế giới trong chưa? Có một anh trai và chị gái tốt với em lắm, ông nội ở Lý Thị cũng tốt với em nữa. Chỉ là tập đoàn tài phiệt Lý Thị khá phức tạp, nhưng người ông nội tốt bụng đó sức khỏe kém lắm. Rất nhiều người đang liên bàn chuyện sau khi ông ấy mất. Người anh trai, chị gái và ông nội này hẳn là người dòng đích trong nội bộ tập đoàn tài phiệt Lý Thị chăng? Trước đây thầy từng nói là
Gia chủ đương thời của Lý Thị đã rất già rồi, sức khỏe ngày không được như trước nữa. Mà gia chủ Brandon lại còn lớn tuổi hơn nữa, chỉ là cách ông ta kéo dài tính mạng lại chẳng hay ho gì. Giờ nghĩ mấy chuyện này làm gì, chuyện trước mắt đã qua rồi cứ nghỉ ngơi trước đã. Đợi đã, mình còn một chuyện quan trọng phải làm. Tiểu Đồng Vân, có thể để anh ngồi dậy không? Sau đó, lại giúp anh tờ giấy và bút được không? Được ạ, trong ba lô của em có nè. Rốt cuộc thì nhà trọ đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người có tiền như Hồ Tiểu Ngưu lại không bằng ăn tính mạng cũng phải cầu xin mình báo thù cho hai người ở Côn Luân đó chứ? Có lẽ đáp án nằm ở mã Morse mà mình nghe thấy lúc trước. Đời này không hối hận, bảo trọng. Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Đời này không hối hận, bảo trọng. Đây là tin tức mà thành viên Côn Luân bị thương nằm trên mặt đất truyền lại cho đồng bọn ở đó sao? Anh Khánh Trần, anh sao vậy? Anh không sao, Tiểu Đồng Vân. Bỏ cái tờ giấy này vào túi tiền giúp anh đi. Thì ra, lúc bị trúng đạn, người đó đã chuẩn bị sẵn tinh thần lấy cái chết để bảo vệ lý tưởng. Trên đường quốc lộ rải rác chín vỏ đạn kèm thơm với đạn ở trên tay của tên côn đồ nữa. Tất cả chứng minh rằng tại đây từng diễn ra trận chiến giữa người hành xác này với tên côn đồ kia. Ở trên đường quốc lộ và hiện trường tai nạn, chúng tôi phát hiện được ba khẩu súng Glock 34 mà cái tên côn đồ từng sử dụng. Trong đó có hai khẩu đã bị người ta lau đi dấu vân tay, hẳn là do người hành xác che mặt kia cướp được từ đám côn đồ. Ngoài ra chúng tôi còn thu thập được hai viên đạn có tính có dính máu. Mẫu máu trên đầu đạn cho thấy đấy không phải là máu của cùng một người, cũng tức là người che mặt dưới đám côn đồ kia cũng bị thương. Như thế thì có thể giải thích được rồi. Người che mặt đó vì bị thương trên đường quốc lộ, biết là đi đường quốc lộ thì không đuổi kịp tên côn đồ kia, cho nên mới chạy qua đường núi để đến đây rồi ném ra viên đá to chặn đường. Sau đó viên đá đó đâm trúng vào xe thương vụ của tên côn đồ đó sau, cách nhau hơn 10 mét và vẫn phán đoán chuẩn thế này à. So với việc đâm chuẩn xác vào lá lách thì đây mới là thủ đoạn lợi hại nhất. Tính toán. Chỉ tiếc là người lợi hại như vậy lại không bằng lòng gia nhập cùng chúng ta. Súng và điện thoại ở hiện trường đã bị người ta lau sạch dấu vân tay rồi. Đối phương đã rất cẩn thận lau chùi mọi dấu vết của mình. Nếu không phải là do vết chân máu quá nhiều lại khó làm sạch, chắc là đối phương cũng lau chúng rồi đấy. Có kết quả so sánh DNA trong mẫu máu chưa? Có rồi đấy, nhưng không trùng với bất kỳ cứ mẫu DNA nào trong kho dữ liệu cả. Không có lý lịch sao? Điều tra mẫu tương tự như vậy đi, biết đâu lại tìm được họ hàng của anh ta thì sao? Được, việc này có thể sẽ lâu một chút, nhưng nhiều nhất 3 ngày là có kết quả. Nếu tìm được rồi thì có 6 chút. Hiện giờ công lớn nó cần những người có thể gánh vác một mình như này. Nếu biết trước là cháu sẽ bị thương thì cô đã mua thuốc xử lý vết thương hiệu quả cao ở thế giới trong rồi. Thuốc ở đó tốt hơn ngồi này nhiều, cô có thể bỏ thuốc vào trong một chiếc bình nhỏ, ngậm ở trong miệng là có thể mang về rồi. Không sao đâu gì Giang Tuyết ạ, bây giờ cháu không còn đau nữa rồi. À phải rồi, cháu đã là nhiều dấu chân máu ở hiện trường, người ta sẽ thông qua so sánh với DNA rồi tìm cháu đấy chứ. Mặc dù DNA của cháu chưa bị nhập dữ liệu nhưng mà cô nhớ trước khi đây, có người nói là ba cháu đánh bạc bị bắt giam rồi đó thôi. Hiện nay bị bắt giam là sẽ bị lấy mẫu máu đó. Không đâu, cháu có tự tính toán của DNA. Cái chuyện này cũng chỉ có hai yếu tố khiến mình bị lộ thân phận. Một là nam canh thần, người hành xác sau là một đại thúc đó. Mặc dù bình thường cô hàng này không đáng tin lắm, nhưng về chuyện này chắc cậu ta không hồ đồ đâu. Hẳn là cậu ta sẽ nói mấy câu đánh lạc hướng người Côn Luân. Một cái khác là mẫu máu. Tiểu Trần sau này, đây là ba con. Nhưng vì một vài chuyện xưa, chắc rằng Côn Luân không thể nào tìm được mẫu gen tương thích để so sánh đâu.
Nếu không mình cũng không dám đi chân trần giết người. Dì Giang Tiết ơi, cháu muốn ở một mình, cháu có chuyện cần xử lý. Xem ra thân thể của Tiểu Trần còn có ẩn tình khác. Nhưng nếu thằng bé đó không muốn nói, mình không gặn hỏi nữa. Cô biết rồi, vậy cô đưa Tiểu Vân đi dạo đi. Có chuyện gì thì gọi cho cô nhé, nếu không đi đâu, cô không đi đâu xa đâu. Cảm ơn dì. Bớt à, người của anh đỉnh quá đi, lại có thể thiêu rụi được cả đám côn đồ kia. Bớt à, cảm ơn anh đã nhắc nhở kịp thời, cảm ơn anh đã địch người của anh đã cứu tôi. Cả đời lo đức trú tôi đây, chắc chắn sẽ lên núi đào xuống biển lửa cho anh, quyết không chối từ. Trải qua đêm nay tôi thật lòng thật dạ với anh thật đi. Sau này khó cần quan tâm nữa. Chuyện người khác không dám mạo hiểm, tôi sẽ mạo hiểm vì anh. Chỉ cần anh ra lệnh, dù cho anh là nơi chim không thèm đậu, thì tôi cũng đậu giúp anh. Bố đà, sao anh không nói gì vậy? Chúng tôi đã về Lạc Thành rồi. Đến trưa các bạn ở trong lớp còn muốn đi thăm dò, thăm hồ Tiểu Ngơ và Trương Thiện Trân. Đến lúc đấy tôi thu tiền hộ anh nhé. 9 giờ sáng, vừa cách đủ 9 tiếng từ lòng quay về trước đó. Người chim mà cũng vừa mới rời khỏi hiện trường không lâu. Lạ thật, sao bố không nói cái gì thế? Lẽ nào anh ta chính là người hành xác chim mặt đó sao? Bây giờ đang bận dưỡng thương trị bệnh à? Nhưng mà bố là kiểu người ám hiểm vỗ bày mâu tính cớ, chắc sẽ làm ra chuyện máu mi như là chạy đuổi theo ngàn dặm đâu nhỉ? Thuộc hạ đang báo cáo chuyện tối qua với tôi, cậu đợi đi. Quả nhiên là thuộc hạ mà. Xem ra bố đã phát hiện thế lực của mình ở thế giới ngồi rồi nha. Không hổ danh là bố. Nhóm lớp vừa dừng nói chuyện sao giờ lại có tin nhắn nữa rồi? Là đến lúc xuất phát sao? Lúc đó đám công đồ còn chưa xuất hiện, lời đốc trụ đã phát giác được trước từ thế giới trong, đồng thời còn bảo mọi người là chạy đi. Nhưng mà lúc đấy không có ai tin cậu ta cả. Lúc đấy tôi còn nghĩ là cậu ta điên rồi. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật. Tên thủ lĩnh của đám côn đồ đó còn cầm súng chỉ vào đầu cậu ta, còn hỏi đồng bọn của cậu ta ở đâu. Kết quả là lời đốc trú vô cùng cứng cỏ, không hề tiết lộ bất kỳ một tin tức nào. Đã cả một đêm rồi, sao còn nói chuyện này mãi thế? Hơn nữa mình không biết boss và thuộc hạ thần quý của anh ta ở đâu thật mà. Muốn nói cũng không được mà. Đồng bọn của lời đốc trú không chỉ có người cùng báo thù cho hai thành viên của côn luân liều chết để mở cửa cho mọi người nữa. Tôi thấy đây mới là điều đáng quý khó có được đi. Một cộng một, Bạch Yến Nhi nói đúng đấy. Xem ra sau chuyện lần này, tâm hiệu lầu đức trú lại sáng thơm không ít rồi. Có lẽ sau này có thể lợi dụng hắn ta lôi kéo thơ một vài thời gian hành giả đáng tin khác nữa chăng? Không cần biết là làm ăn hay là giúp đỡ lẫn nhau, có lẽ đến một phút nào đó phát huy được tác dụng, mấy cái nền tảng media khác cũng sẽ đưa tin về núi Lão Quân nhỉ? Đợi phòng sự cố vẫn phải kiểm tra xem có người đi đường nào mà nhìn thấy mình không. Xem video xong mọi người phần nhiều là miêu tả cảnh tượng sau vụ hỏa, chứ không nhắc đến sự việc đã diễn ra. Cộng thêm thông tin đăng ký phòng trọ đã bị đốt cháy hoàn toàn trong vụ cháy. Cộng thêm thông tin đăng ký phòng trọ đã bị đốt cháy hoàn toàn trong vụ cháy. Xem ra ngõ trừ Tiểu Động Vân ở dì Giang Tiết Nam Kinh Thần ra, chắc là sẽ không còn ai xác nhận được thân phận của mình nữa rồi. Chỉ cần đến tìm lô đất trú một chuyến thì coi như chuyện này là kết thúc rồi. Đợi đã, Hồ Tiểu Ngưu. Mình còn nhớ đêm đó, hình như cậu ta có nói một câu rất đặc biệt. Mong anh giúp tôi báo thù, sau khi xong chuyện tôi sẽ trả anh 10 sợi vàng giống như lần trước đưa cho lô đất trú vậy. Hả? Lô đất trú, cậu có biết là đối với tôi sợi vàng là từ khó vô cùng đặc biệt không hả? Lạ thật đi, sao từ nãy đến giờ cứ thấy nôn nao thế nhỉ? Mấy người là... Chào chú, chúng cháu là bạn cùng lớp của Tiểu Ngô và Thiên Trân đến để thăm các cậu ấy. Cho hỏi ai là lâu đức trú? Cháu là cháu ạ. Cảm ơn bạn học nhỏ bị nhé. Cảm ơn cháu đã cứu mạng của Tiểu Ngô. Lúc thằng bé tỉnh lại đã nói với chú rồi, là cháu.
Và thủ hạ của cháu đã cứu thằng bé. Nếu không thì giờ này thằng bé đã bị giam côn, bị đám côn đồ đã bắt đi hoặc là giết chết rồi. Chú à, thật ra thì cháu không làm gì cả. Người trẻ biết khiêm tốn là tốt, nhưng khiêm tốn quá thì không tốt đâu. Kiểu thời gian hành giả, cái thợ hướng lành tránh dữ. Có năng lực ứng biến như này, tiền đồ vô lượng, đáng để đầu tư. Sân này chú đã bàn bạc với Tiểu Ngâu rồi. Chú muốn đưa thằng bé chuyển vào trường trung học Hải Thành, nhưng thằng bé không đồng ý. Chú nghĩ chắc là nó muốn gần gũi với cháu hơn, cho nên chú đã quyết định sẽ cho cháu chuyển đến Hải Thành luôn. Ở đó có tài nguyên giáo dục tốt, còn có người giàu có khác. Một người vung tay cái là muốn đưa mình đi, còn đỡ mình ở cạnh con trai ông ta là sao chứ. Chú à, tạm thời cháu chưa có ý định đến Hải Thành. Đây là nơi cháu sinh ra và lớn lên. Hơn nữa bố mẹ và bạn bè của cháu còn ở đây nữa. Chú có thể chuẩn bị một căn nhà Hải Thành cho cháu. Cháu có thể đưa cả bố mẹ đi cùng rồi chú lại cho họ thêm một khoản tiền nhà ở nữa. Không cần đâu chú à, cảm ơn ý tốt của chú. Một căn nhà ở Hải Thành nó cũng thơm phí ăn ở nữa, nghe thôi cũng thấy hấp dẫn quá. Nhưng vấn đề là bố đang ở Lạc Thành đó, cách bố xa quá lại không an toàn. Hơn nữa tiền đồ của mình đều nằm ở trong tay bố cả. Mình còn mong được lấy được thuốc gen FDA đủ liệu trình rồi trở thành cao thủ cấp bơ nữa kìa. Nghe nói ở thế giới trồng cao thủ cấp bơ cũng đủ hiên ngang rồi. Đến lúc đó muốn một căn nhà Hải Thành còn không đơn giản sao. Hơn nữa bố còn không biết tiền thù lao gấp đôi thì đã bị mình rút mất một nửa rồi cơ. Nếu như lần này Hồ Tiếu Ngơ có thể đưa thù lao nhiều hơn một chút thì tốt quá. Ngại quá, cháu đi vệ sinh chút. Hợp xong với thủ hạ rồi, cuối cùng cũng rảnh đã tìm mình rồi sao? Tôi nghe thủ hạ nói là Hồ Tiểu Ngâu nói với cậu ta rằng lần trước cậu ta đưa 10 sợi vàng, lần này cũng là 10 sợi sao? Sao mình lại không biết đêm đó có chuyện này cơ chứ? Tên nhóc Hồ Tiểu Ngâu kia đã nói gì rồi hả? Mình đã nút tiền hai lần rồi, lần đầu tiên là đồng hồ, lần này là sợi vàng. Lần quay lại thế giới trong này bố sẽ xử mình sao? Anh ta sẽ giết mình trong cơn tức giận à? Bố à, lần xin không này tôi sẽ mang theo sợi vàng cho anh. Anh cứ trừng phạt tôi đi. Sao Lô Đức Trú lại ở đó lâu thế chứ? Hay là vào xem nhỉ? Bớt lo chuyện của bố đi thôi. Bạn học Lô Đức Trú à, cháu nghĩ là cháu vẫn còn nhỏ, cho nên không thích mấy cái thứ như nhà ở này. Hay là thế này đi, cho nội chú nghĩ cháu thích cái gì, cháu đi sắp xếp cho chú. Chú à, có lẽ chú không biết, cháu thích nhất là rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi chúc Tết người ta đó. Cháu chúc chú năm mới mọi việc thuận lợi, tiền tài như nước. Chúc Tết cái quá gì vậy? Hey, cậu nói xem liệu có hệ thống không? Hệ thống là sao? Vừa nhìn là biết không đọc tiểu thuyết rồi. Ý tôi nói là hệ thống trong mấy cuốn tiểu thuyết mạng đó. Hệ thống đặt mục lọc các nhiệm vụ cho ký chủ, sau đó khiến cho ký chủ trở nên mạnh mẽ đó. Chỉ là bình thường chỉ có nhân vật chính mới có thứ này, chẳng lẽ Lơ Đức Trú là nhân vật chính ở trong vi diện của chúng ta sao? Thì ra là thế, chỉ là sao cậu lại cảm thấy Lơ Đức Trú có hệ thống chứ? Bởi vì nếu như không có hệ thống thì cậu sẽ không thể nào mà giải thích nổi tại sao có lúc cậu ta đỉnh thế kia, rồi lại có lúc ngu ngốc như thế này. Từ góc độ nào đó thì lời này không sai. Bố cũng được coi là hệ thống của mình, chỉ là so với phần thưởng, hệ thống này chỉ mang lại sự trừng phạt cho lòng tham của mình thôi. Hơn nữa còn chưa kết thúc trừng phạt kìa. Chú à, nếu như Hồ Tiểu Ngâu và Trường Thiên Chân còn đang nghỉ ngơi thì cháu không làm phiền mấy người bọn họ nữa. Đúng vậy đó chú, chú cũng đừng có lo lắng quá, bọn họ nhất định sẽ không sao đâu. Bà thấy Lô Đức Trú thế nào? Bây giờ thì chưa thể nói gì. Ừ, con cũng thấy thế. Trước đây chưa từng trải qua nguy hiểm nên không nhìn rõ được người này, nhưng sau lần này thì con cứ cảm thấy có vấn đề. Nói là vậy, cậu ta vô năng đi, nhưng cậu ta lại lấy được liều thuốc ghen quý giá kia. Ở thế giới trồng thứ này là bảo vật vô giá đó. Nhưng đó nói cậu ta có năng lực, nhưng cậu là ta lại không giống với người có năng lực. Bà, kiểu người này sẽ được Lý Thúc Đồng vừa ý sao? Bà thấy có hai khả năng. Con trai à, cô có biết trong lịch sử có bao nhiêu đại thái giám vô năng nhưng lại có quyền lực ngập trời không?
Ví như tên Vương Chấn thời nhà Minh đã tận tam đại danh nhân tới nhờ lợi dược dựa vào sức mạnh mà gài bẫy lại Minh Anh Tông đó. Kiểu người như thế có thể trèo lên cao, có thể là vì hắn ta nịnh nọt đúng chỗ, cũng có thể là do lòng trung thành của hắn đã được người cầm quyền công nhận. Bên cạnh một người cầm quyền, anh Minh cũng chưa chắc phải là tinh binh cường tướng gì, có thể là kiểu người nào cũng có. Đương nhiên còn có một khả năng khác, có thể tên Lô Đức Trú này chỉ là con rối do người khác đẩy ra thôi, giống như có người cầm cổ phần giúp chúng ta vậy. Bà thấy khả năng này chiếm bao nhiêu phần trăm? Không cần thiết phải kết luận vội như thế. Bất luận là Lô Đức Trú ở khả năng nào thì đây đều là cơ hội của cô. Yên tâm đi, gia tộc sẽ dốc sức ủng hộ con, không cần phải lo trước lo sau nữa. Bà biết con hâm mộ anh trai con đã bắt đầu tiếp quản một số sản nghiệp của gia tộc, nhưng con còn nhỏ, chuyện anh con có thể làm được chưa chắc con có thể làm được đâu. Không ngờ là ba đã nghĩ đến cái điều này rồi. Đúng rồi ba à, tại sao ba lại để con đừng đưa nhiều sợi vàng cùng lúc vậy? Cậu ta đã cứu con hai lần rồi, theo lý mà nói thì dù có đưa 100 sợi vàng cũng không quá đáng. Bây giờ chúng ta đang giả định rằng Lô Đức Trú chỉ là con rối bị người khác điều khiển. Vậy thì hiện tại đối phương đang rất thiếu tiền, nếu không sẽ không nghĩ đến tiền thôi đâu. Nhưng nếu như con đưa 100 sợi vàng cho anh ta cùng một lúc, vậy thì sau này anh ta thiếu tiền rồi con sẽ đưa gì cho anh ta đây? Nhưng nếu như người ta lại đưa ra giá cao hơn thì sao? Vậy con phải trở thành bạn bè với người ta trước khi người ta đưa ra cái giá cao hơn. Con hiểu rồi, nhắc đến bạn bè, Vương Vân đâu rồi? Cái đồ văn tớ, bản đứng bạn bè như cô ta, giờ thế nào rồi? Tránh đường, người thương vong ở núi Lão Quân còn được cấp cứu. Cầu xin cô liên lạc với mẹ cháu giúp cháu với. Cháu sợ quá, cháu muốn về nhà, cầu xin cô đấy. Cháu sẽ trả thù lao cho cô mà, làm ơn các người đấy. Nhất định phải rời đi trước lúc bọn họ tỉnh lại, trước khi đám người côn luân đó phát hiện ra, nếu không mình chết chắc rồi. Cho nên cô ta được ba mẹ mình đưa đi trốn rồi sao? Chẳng phải là cô ta bị người bịt mặt đó đánh gãy hai cái chân rồi sao? Sao người đó lại tự dưng ra tay với học sinh chứ? Cô ta đã nghi như thế rồi, sao người của côn luân không đỡ mắt đến chứ? Không thể trách người của côn luân được, lúc đó cô còn chưa tỉnh lại. Mặc dù mọi người cảm thấy cô ta đáng nghi, nhưng không ngờ là cô ta là nội gián thật. Đương nhiên cũng có khả năng là côn luân cố ý thả mồi nhử, còn không biết có phải là thả mồi nhử không, nhưng sao lại không có nhân chứng chứ? Hẳn là Bạch Yển Nhi cũng đoán được cô ta là nội gián, nhưng tại sao Bạch Yển Nhi lại không nói gì chứ? Có thể là không nhẫn tâm nhìn bạn mình ngồi tù. Tiểu Ngô, cô phải nhớ là lúc đối phương trở thành kẻ địch thì tha thứ không phải là nhân từ mà là yếu đuối. Con biết rồi. Bây giờ không biết Vương Vân đã trốn đi đâu rồi, bà cũng không tìm được cô ta. Sắp phải xuyên không rồi, con sẽ tìm cô ta ở thế giới trong. Con muốn tìm Vương Vân để báo thù sao? Vân có được không ba? Ba hỏi như thế là thấy mình kích động quá mức, trẻ con giận dỗi sao? Nếu như mình kiên quyết thì có làm ba thất vọng không? Mặc dù đã quyết định nhưng vẫn còn hơi do dự, quá để ý đến cách nhìn của con người của người khác. Quả nhiên vẫn còn là trẻ con mà. Đương nhiên là có thể, nhưng ba muốn biết sao lần này con lại cố chấp muốn báo thù như vậy. Lúc sáng Thiên Chân tỉnh lại có nói là đêm hôm qua vì đã báo thù mà con đỡ cho cái tên sát thủ đó không cần lo đến sống chết của mình. Chuyện này không giống con đâu. Ba hiểu con, cả ba tính cách của con thẳng thắn chút, nhưng vẫn còn chưa rõ mình muốn làm người như nào không phải sao? Ba biết không? Lúc nhỏ, ông nội thường kể cho con nghe chuyện ông nội đi đánh trận. Kể chuyện lão liên trưởng đã anh dũng hy sinh vì đã yểm hộ cho đồng đội khác rút lui. Lúc đó mình còn tưởng là ông nội đang chiếm gió nói dối. Ông nội lại đang chiếm gió đó sao? Sao trên đời lại có người vô tư như thế chứ? Thời đại chiến tranh quá lâu quá rồi. Đời này của các cháu bình yên quá, cũng ích kỷ quá rồi. Nhưng cho đến tận hôm qua, khi nhìn thấy hai thành viên của côn luân liều chết để mở đường cho học sinh, thậm chí đến chết cũng còn cười tươi thư thái như vậy, thì con mới hiểu trên đời này có người như vậy thật sao? Con biết, có thể con không thể trở thành thành viên trong số họ,
nhưng con hy vọng mình có thể làm được chút ít gì đó cho họ. Trải qua một kiếp đại nạn khiến cho Tiểu Ngâu trưởng thành không ít rồi. Nếu đã như vậy, yên tâm đi. Ba và người của Trương gia đã hợp sức điều tra được sáng hôm nay các người dùng giá cao đã mua đường chạy trốn rồi ở thế giới trong. Trước mắt đang tiến dụng thời gian hành giả xác nhận kỹ mang tội chạy trốn vẫn an toàn. Ba nói là, lát nữa ba sẽ cho người đưa thông tin thời gian hành giả được tiến dụng cho con. Tiểu Ngâu cũng phải nhớ kỹ, trong phạm vi cơ thể gia tộc Stone lực ủng hộ mọi quyết định của con. Sự kiện ở núi Lão Quân Hạ Màn thì sát nhân chi mật do Khánh Trần đóng giả thành cũng được mọi người biết đến thông qua báo đài tin tức. Nhưng mọi người chỉ biết là anh đã diệt gần hết đám côn đồ đó, biết là anh đuổi theo chúng trong đêm, nhưng lại không biết anh là ai. Điều không thể nghi ngờ đó là trong số thời gian hành giả có tiếng lại có thêm một nhân vật mới, còn thần bí y như Hà Tiểu Tiểu vậy. Thời gian dần dần trôi đi, bất tri bất giác là đến thời khắc thời gian hành giả xuyên không rồi. Thời gian đếm ngược 10 phút tại Osaka, Nhật Bản. Sự kiện bắt cóc thời gian hành giả ở núi Lão Quân, 8 tên bị giết, thời gian hành giả chết thảm. Theo phía cảnh sát, sau khi gây án bị cắt mất bộ phận thiết giáp, thời gian hành giả rơi vào nghi hiểm. Rõ ràng là mình chỉ muốn là một vườn nghệ sĩ thôi mà, sao tự dưng lại bị kéo vào trong chuyện này chứ? Ở thế giới ngoài mình chỉ lo lắng bị người ta phát hiện ra thân phận thời gian hành giả. Đỡ phòng bị cuốn vào một loại các cụ vụ án bắt cóc hay vụ án hung sát. Còn về thế giới sông, mình cũng phải cẩn thận đối phó với các gia tộc Barandun, thời thời khắc khắc đỡ phòng bộ họ phát hiện. Rồi vào kết cục giống với mấy tên thời gian hành giả bị phát hiện đó. Gia tộc Brandon của thế giới trong đã gia nhập vào liên bang từ lâu rồi, cũng phổ cập cả tiếng quan thoại nữa. Chỉ có thành viên dòng chính nội bộ gia tộc mới được lâu giữ truyền thống nói tiếng Nhật. Bọn họ cho đây là truyền thống cao quý nhất, ở ngoài thì dùng tiếng quan thoại, nhưng trong gia phổ hay các buổi tế lễ của gia tộc đều dùng tiếng Nhật. Thời gian hành giả Nhật Bản xuyên không đến ba thành phố ở gia tộc Bandron. Phía Bắc gồm có Tokyo, Osaka và Kobe. Nhưng ngồi mình ra không có ai dùng tiếng Trung Quốc cả, bị phát hiện là chuyện chỉ trong phút chốc. Ngoài ra điều may mắn là về liên hôn, mình bị đưa đến thành phố số 18 để gặp thiếu niên tên là Khánh Trần đó. Gia tộc Bandron rất để ý đến mối liên hôn này và lợi ích đằng sau đó, cho nên bọn họ mới vội vàng ép mình tiếp xúc với thiếu niên đó. Bởi vậy là cường độ kiểm tra không cao. Khánh Trần vẫn không có bất kỳ thông tin nào như mấy lần trước vậy. Xem ra trước mắt vẫn phải xác nhận xem thiếu niên đó có phải là thời gian hành giả không đã. Lần trước đến đó không gặp được cậu ta, không biết lần này có gặp được không nữa. Ê, nếu như mình thường xuyên đi gặp cậu ta, liệu cậu ta có nghĩ là mình thích cậu ta không? Vậy mình có nên về dặn chút không? Cách một khoảng thời gian rồi đi vậy. Mà cỡ đi, có đến đó rồi tính tiếp vậy. Thời gian đếm ngược, không phút không giây.